Kính chào quý vị và các bạn. Kính mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi những thông tin thời sự quốc tế đầu giờ trên kênh truyền hình Thông tấn. Vào rạng sáng nay theo giờ Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng bầu cử tối cao Thổ Nhĩ Kỳ đã xác nhận đương kim Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan đã giành chiến thắng trong vòng 2 cuộc bầu cử Tổng thống, qua đó tiếp tục lãnh đạo đất nước này trong 5 năm tiếp theo. Theo Hội đồng bầu cử tối cao Thổ Nhĩ Kỳ, với 99,43% số phiếu đã được kiểm, đương kim Tổng thống Erdogan giành được 52,14% số phiếu ủng hộ, trong khi đối thủ Kemal Kılıçdaroğlu chỉ giành được 47,68% số phiếu bầu. Như vậy, ông Erdogan đã chắc chắn giành chiến thắng, bởi với khoảng cách gần 4,5 điểm phần trăm, tương đương với hơn 2 triệu phiếu bầu chênh lệch, số phiếu còn lại chưa được kiểm sẽ không làm thay đổi kết quả cuối cùng. Phát biểu sau khi giành chiến thắng, Tổng thống Erdogan đã cảm ơn các cử tri Thổ Nhĩ Kỳ đã giao trọng trách cho ông quyền điều hành đất nước tới năm 2028, đồng thời kêu gọi người dân đoàn kết. Đối thủ của ông Erdogan là ông Kılıçdaroğlu, lãnh đạo Đảng Nhân dân Cộng hòa đối lập, cũng đã thừa nhận thất bại và chấp nhận kết quả cuộc bỏ phiếu. Lãnh đạo các quốc gia trên thế giới như Tổng thống Mỹ, Tổng thống Pháp, Tổng thống Nga, Tổng thống Iran, Thủ tướng Anh, Thủ tướng Đức và Quốc vương Qatar ngay lập tức đã lên tiếng chúc mừng chiến thắng của ông Erdogan. Hôm 14 tháng 5, Thổ Nhĩ Kỳ đã tiến hành tổng tuyển cử bầu Tổng thống và Quốc hội gồm 600 ghế. Liên minh Nhân dân do Đảng Công lý và Phát triển AKP của Tổng thống Erdogan dẫn đầu đã giành được 321 ghế. Trong khi đó, bầu cử Tổng thống phải tiến hành bỏ phiếu vòng 2 vào ngày hôm qua do không có ứng cử viên nào giành được trên 50% số phiếu ủng hộ. Ngày hôm qua, Quốc vương Oman Haitham bin Tariq al-Said đã đến Tehran, bắt đầu chuyến thăm Iran trong vòng 2 ngày với chương trình nghị sự, dự kiến tập trung vào quan hệ ngoại giao và an ninh khu vực. Theo kế hoạch, Quốc vương Oman sẽ gặp Tổng thống Iran Ebrahim Raisi để thảo luận về các vấn đề như mối quan hệ giữa Tehran với Ai Cập và chương trình hạt nhân Iran. Trước đó, truyền thông Oman dẫn lời Ngoại trưởng nước này cho biết, chuyến thăm nhằm tìm kiếm sự phối hợp mang tính xây dựng và tham vấn về những vấn đề khác nhau trong khu vực cũng như trên thế giới. Oman từ lâu đã đóng vai trò kết nối giữa Iran và các nước phương Tây, đáng kể đến là các thỏa thuận trao đổi tù nhân giữa Tehran với một số nước. Oman cũng là quốc gia đóng vai trò trung gian giữa Iran và Mỹ trong quá trình xây dựng thỏa thuận hạt nhân Iran được ký kết năm 2015. Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh các nỗ lực nhằm khôi phục thỏa thuận hạt nhân Iran năm 2015 đã rơi vào bế tắc từ tháng 9 năm ngoái. Vào sáng nay, truyền thông Nhật Bản đưa tin Triều Tiên đã thông báo cho Tokyo về kế hoạch phóng vệ tinh trong khoảng thời gian từ ngày 31 tháng 5 đến ngày 11 tháng 6. Động thái diễn ra trong bối cảnh có thông tin cho rằng Bình Nhưỡng đang chuẩn bị đưa vệ tinh do thám quân sự đầu tiên vào quỹ đạo. Theo hãng tin Kyodo của Nhật Bản, Triều Tiên đã thông báo cho chính phủ Nhật Bản về kế hoạch thiết lập vùng biển nguy hiểm trong khoảng thời gian trên. Bên cạnh đó, theo đài NHK, Triều Tiên cũng thông báo cho Tổ chức Hàng không Quốc tế IMO về kế hoạch phóng vệ tinh của nước này. Trong khi đó, hãng tin Yonhap của Hàn Quốc cho biết, Bình Nhưỡng đã tuyên bố hoàn tất công tác chuẩn bị để lắp đặt vệ tinh do thám quân sự đầu tiên lên một tên lửa. Động thái làm dấy lên đồn đoán rằng Bình Nhưỡng có thể phóng vệ tinh này sớm nhất là vào tháng 6 tới. Hiện phía Bình Nhưỡng chưa chính thức xác nhận cũng như chưa có bình luận gì về thông tin nêu trên. Trong ngày 28 tháng 5, Bộ trưởng Y tế Anh Steve Barclay tuyên bố chính phủ này sẽ không đàm phán với tiền lương với Hiệp hội Điều dưỡng Hoàng gia Anh trong bối cảnh nguy cơ các cuộc đình công tiếp theo sẽ nổ ra. Trước đó, chính phủ Anh đề xuất trả khoản tiền một lần tương đương với 2% tiền lương trong năm tài chính 2022-2023 và tăng 5% lương trong năm tài chính 2023-2024. Tuy nhiên, thì các thành viên của RCN đã bác bỏ. RCN chưa đưa ra bình luận về thông tin trên. Nghiệp đoàn này mới đây đã kêu gọi chính phủ phải trả lương xứng đáng cho nhân viên của Cơ quan Y tế Quốc gia NHS. Trong khi đó, Nghiệp đoàn các cơ quan dịch vụ công và thương mại PCS cho biết các viên chức làm việc ở cơ quan cấp phép phương tiện và lái xe của chính phủ Anh có kế hoạch đình công 15 ngày, bắt đầu từ ngày 11 tháng 6 tới để tìm cách được tăng lương thỏa đáng. Anh đối mặt với vấn nạn đình công kéo dài từ năm ngoái, chủ yếu do khủng hoảng chi phí sinh hoạt khiến cho người lao động trong nhiều ngành nghề, từ y tá đến luật sư đã tiến hành đình công đòi tăng lương. Sự trở lại của du khách Trung Quốc thường được coi là nhân tố chủ chốt cho sự phục hồi du lịch ở châu Á. Tuy nhiên, thì khách du lịch Ấn Độ dự kiến cũng sẽ trở thành yếu tố đóng vai trò tích cực cho ngành công nghiệp không khói của khu vực.
Theo nền tảng đặt phòng trực tuyến Agoda, vào ngày càng nhiều có du khách Ấn Độ lựa chọn du lịch nước ngoài và xu hướng này đang phát triển nhanh. Dữ liệu của công ty này cho thấy lượt tìm kiếm về du lịch nước ngoài của người dùng tại hầu hết các quốc gia châu Á, Thái Bình Dương đã tăng từ 30 đến 60% so với năm 2019. Lượt tìm kiếm từ khách du lịch ở Ấn Độ cũng đã tăng 225%. Một số chuyên gia kinh tế cho hay, ngành du lịch Ấn Độ đã phục hồi mạnh mẽ nhờ tăng trưởng kinh tế trong nước. Người dân của nước này thường chi tiêu nhiều khi đi du lịch nước ngoài, không kém mấy so với du khách Trung Quốc. Đặc biệt, khách du lịch Ấn Độ thích ở những khách sạn cao cấp, có tên tuổi và ăn tại các nhà hàng địa phương. Với khách du lịch Ấn Độ thì các điểm đến ở khu vực Đông Nam Á như Thái Lan, Singapore, Indonesia và Việt Nam là những điểm đến ưa thích. Vào ngày hôm qua, Sở Cứu hỏa Italy thông báo nước ở kênh chính của thành phố du lịch nổi tiếng Venice đã bất ngờ chuyển sang màu xanh huỳnh quang. Các nhà chức trách đang nỗ lực truy tìm nguyên nhân của hiện tượng này. Thông báo cho biết khu vực nước chuyển sang màu xanh huỳnh quang là ở gần với cầu Rialto. Cơ quan môi trường khu vực đã nhận được các mẫu nước tại đây và đang xác định nguyên nhân làm thay đổi màu sắc của nước. Tỉnh trưởng Venice thậm chí đã triệu tập một cuộc họp khẩn cấp của các lực lượng cảnh sát để tìm hiểu nguyên nhân hiện tượng này, cũng như nghiên cứu các biện pháp đối phó khả thi. Trước đó đã xảy ra nhiều vụ việc tương tự ở nhiều nơi tại Italy khi mà các nhóm hoạt động môi trường đã tô màu lên các tượng đài và sử dụng than thực vật để biến nước của đài phun nước ở Trevi ở Rome thành màu đen nhằm phản đối nhiên liệu hóa thạch. Tuy nhiên, không giống như các trường hợp trước, không có nhóm hoạt động nào tuyên bố thực hiện vụ việc này ở Venice. Thủ đô Berlin của nước Đức ngày hôm qua đã đắm mình trong ánh nắng ấm áp và không khí lễ hội của các hoạt động lễ hội văn hóa, sự kiện thường niên trong hơn 2 thập kỷ, song đã bị gián đoạn suốt 3 năm đại dịch. Điểm nhấn của lễ hội đường phố kéo dài 3 ngày này là đoàn diễu hành đầy sắc màu, thể hiện các nền văn hóa khác nhau của người dân Berlin cũng như khách tham quan. Hàng ngàn người đã đến tham gia với những phong cách hóa trang khác biệt, thể hiện sự phong phú về văn hóa của thành phố, sự đa dạng trong cách thể hiện nghệ thuật và cách tiếp cận sáng tạo đối với các vấn đề liên quan đến chính trị và xã hội. Tất nhiên chúng tôi thích lễ hội hóa trang bởi vì chúng tôi có thể nói lên tất cả những điều chúng tôi cảm nhận trong cuộc sống và cả cách chúng tôi sống hàng ngày. Đây là lễ hội của các nền văn hóa. Nó đại diện cho văn hóa của nhiều vùng ở Đức, ở châu Âu. Berlin đã thu hút rất nhiều người đến với nhau ở đây ngày nay, rất nhiều nền văn hóa, rất nhiều khu vực. Với nhiều người, lễ hội mang đến một không gian để trải nghiệm nhiều nền văn hóa thông qua khiêu vũ, âm nhạc hoặc các hình thức biểu đạt khác. Chỉ cần đi bộ quanh đây và nhìn vào mọi thứ và xem có bao nhiêu người khác nhau đang cùng nhau đến thành phố này và cho biết họ đến từ đâu. Thật là điều tuyệt vời. Tôi thích việc mọi người thả lỏng và để trí tưởng tượng của họ bay bổng trên đường phố. Mọi người rất sáng tạo và có thể thực hiện những suy nghĩ điên rồ nhất của mình. Đó là điều tôi yêu thích. Trước đại dịch, lễ hội này thu hút tới 1 triệu khách tham dự, biến sự kiện này trở thành một cuộc diễu hành lớn nhất ở Đức. Trong phần cuối của bản tin sẽ là dự kiến những tin tức thời sự trong nước và quốc tế nổi bật mà chúng tôi sẽ gửi tới quý vị và các bạn trong những bản tin thời sự tiếp theo. Bản tin thời sự sẽ là tiểu mục Phong cách sống do biên tập viên Đỗ Hiền trình bày. Kính chào quý khán giả của truyền hình Thông tấn. Tiểu mục Phong cách sống tuần này sẽ bắt đầu bằng câu chuyện tại liên hoan phim Cannes đang diễn ra tại Pháp.
Bên cạnh những bộ phim tranh giải cành cọ vàng, Can còn hấp dẫn bởi là sàn đấu nhan sắc của nhiều minh tinh quốc tế và vô vàn thiết kế thời trang. Liên hoan phim Can năm nay ghi nhận sự lên ngôi của phong cách thanh lịch sang trọng và mang đậm chất mùa hè. Dưới ánh nắng hè rực rỡ tại Riviera của Pháp, những minh tinh như Brie Larson, Virginia Efira, Crystal Jung và Bobby Delevingne đã lần lượt xuất hiện trên thảm đỏ Cannes. Phong cách chủ đạo trên thảm đỏ trong liên hoan phim lần thứ 76 này chủ yếu là trang phục lụa thanh lịch, tạo nên vẻ đẹp thuần khiết và quyến rũ cho các người đẹp. Đây cũng là một trong những đề tài được bàn tán nhiều nhất trên mạng xã hội. Bàn tán về xu hướng thời trang cũng là một cách để xả stress. Trong khi đó, tại Nam Phi mới xuất hiện một cách lấy lại cân bằng tâm lý đặc biệt, đó là tìm đến những người cung cấp dịch vụ ôm ấp chuyên nghiệp. Procurling SA là công ty cung cấp dịch vụ ôm ấp chuyên nghiệp có tính phí đầu tiên tại châu Phi. Doanh nghiệp đi vào hoạt động từ tháng 5 năm 2022 với mục tiêu xoa dịu áp lực và sự cô đơn cho người có nhu cầu bằng những buổi ôm ấp nghiêm ngặt và tâm sự trong ít nhất 90 phút. Giá khởi điểm là 900 rand, tức là khoảng 47 đô la Mỹ. Người sáng lập của doanh nghiệp, cô Florence Lesqualo cho biết, những cái ôm mất phí sẽ giúp những người cô đơn và những người bị trầm cảm thấy được yêu thương và đáng giá. Tiếp nối hành trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng ghé đến Sidon, Liban để gặp một cậu bé đặc biệt. Ở tuổi lên 10, cậu bé đã trở thành hướng dẫn viên du lịch trẻ nhất tại khu vực. Mỗi ngày sau giờ học, cậu bé Abdel Rahman Al-Faran lại đưa khách du lịch đến thăm các lâu đài và nhiều nhà tắm truyền thống của Sidon. Họ cùng đi dạo trên những con đường hẹp của khu phố cổ. Lớn lên tại khu ổ chuột với tuổi thơ nghèo khổ, nhưng Faran là một cậu bé tích cực và ham học hỏi. Em thường đi cùng các hướng dẫn viên du lịch chuyên nghiệp để thu thập thêm kiến thức và lịch sử của thành phố, rồi tham gia hướng dẫn các tour miễn phí và chỉ nhận tiền tip từ khách. Xu thế trò chơi hóa trong giáo dục ngày càng được ưa chuộng và chứng minh được tính hiệu quả, đặc biệt trong việc học ngoại ngữ. Nắm được điều này thì một giáo viên tiếng Anh tại Palestine đã mang đến cho học sinh của mình những trải nghiệm học mà chơi, biến những lý thuyết cứng nhắc trở nên thú vị và hấp dẫn. Chỉ với những dụng cụ đơn giản như nam châm sáng màu, những quả bóng nảy và một bát trái cây, cô giáo Tala Zaman đã sáng tạo ra bài học tiếng Anh vừa vui vừa hiệu quả, khác xa với mô hình đọc chép thông thường. Cô Zaman cũng nhận được phản hồi rất tốt từ phụ huynh. Họ cho biết nhận thấy sự tiến bộ trong kỹ năng nói tiếng Anh và sự tự tin của con mình. Đi học tiếng Anh tại lớp của cô Zaman đã trở thành hoạt động yêu thích của các con. Thưa quý vị và các bạn, sự ra đi của nữ hoàng nhạc rock and roll Tina Turner ở tuổi 83 khiến thế giới mất đi một huyền thoại âm nhạc. Và với nhiều người, sự ra đi của bà còn làm mất đi một tấm gương về sức sống vô tận. Nhắc tới gu thời trang những năm 1980 là nhắc tới phong cách của Tina Turner. Chiếc váy da màu đen, áo khoác denim và giày cao gót màu đen của chủ nhân ca khúc What's Love Got To Do With It đã trở thành biểu tượng thời trang năm 1984. Bài có phong cách và cá tính riêng, tự làm tóc giả, tự định hình phong cách cho mình, điều mà nhiều ca sĩ bây giờ chưa chắc đã làm được khi mà họ phải biến hóa theo các dự án và quảng cáo khác nhau. Tina Turner là nghệ sĩ thành công nhất thế giới khi giành 12 giải Grammy, là người phụ nữ duy nhất giành chiến thắng ở các hạng mục nhạc pop, rock và R&B. Không chỉ là ngôi sao ca nhạc, cuộc sống riêng của bà Tina Turner cũng rất truyền cảm hứng cho công chúng. Bà có một tuổi thơ vất vả, thiếu tình thương. Năm nữ ca sĩ 11 tuổi, mẹ bà bỏ nhà đi. 2 năm sau đó, người bố tái giá. Tuổi thơ của nghệ sĩ là những ngày tháng tá túc ở nhà ông bà và người thân. Những đỉnh điểm nỗi đau trong cuộc đời Tina Turner phải kể đến cuộc hôn nhân đầy bạo hành kéo dài hơn 10 năm. Trong hồi ký My Love Story, Tina Turner dành phần lớn cuốn sách kể lại chuyện tình, cuộc trốn chạy khỏi người chồng bạo lực, vượt qua bóng tối hôn nhân bạo hành. Đến năm 2018, Tina phải tiếp tục trải qua một cú sốc lớn khi con trai Chris tự tử. Thế nhưng nghịch cảnh không khiến bà gục ngã, bà mạnh mẽ vượt qua và xây dựng sự nghiệp lâu bền và cuộc đời bà đã trở thành huyền thoại. Tina là huyền thoại đối với rất nhiều ca sĩ nổi tiếng hiện nay, trong đó có Beyoncé. Cô ấy cho biết Tina là thần tượng và là người phụ nữ quan trọng thứ hai sau mẹ đẻ trong cuộc đời của cô ấy. Với sức sống mạnh mẽ, Tina Turner đã làm rung động hàng triệu người hâm mộ
và truyền cảm hứng cho rất nhiều nghệ sĩ của các thế hệ tiếp theo. Cuộc đời và sự nghiệp của bà Tina Turner đã truyền cảm hứng cho một bộ phim điện ảnh, một vở nhạc kịch và bộ phim tài liệu. Những hình ảnh vừa rồi cũng đã khép lại tiểu mục Phong cách sống tuần này của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.